Thưa quý vị, motorization hay ô tô hóa dùng để miêu tả giai đoạn bùng nổ nhu cầu mua sắm, sử dụng ô tô tại một quốc gia nào đó. Tại Việt Nam thì không ít những chuyên gia đã đưa ra dự báo rằng motorization sẽ xảy ra trong khoảng từ năm 2020 đến năm 2025. Tuy nhiên, liệu các điều kiện tại Việt Nam đã sẵn sàng cho một cuộc bùng nổ nhu cầu mua sắm ô tô hay chưa? Vẫn là còn một câu hỏi đầy thách thức với các nhà hoạch định chính sách. Theo số liệu từ báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, trong năm 2016, Hiệp hội này bán ra hơn 304.000 chiếc xe ô tô các loại. Con số này tăng 24% so với năm 2015, đồng thời cũng là mức kỷ lục mới về tiêu thụ ô tô tại Việt Nam trong suốt hơn 20 năm qua. Thực tế, nếu không có những con số cụ thể chứng minh, chỉ bằng quan sát, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra, ngày càng có nhiều người Việt Nam đang sở hữu ô tô thông qua sự gia tăng của lượng ô tô tham gia giao thông. Tuy nhiên, lượng ô tô này vẫn chưa là gì cả nếu như giấc mơ của mỗi gia đình có một ô tô trở thành sự thật. Trong một hội nghị về công nghiệp hỗ trợ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh những tháng cuối năm vừa rồi, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nhắc đến giấc mơ này. Và theo Phó Thủ tướng, xu hướng ô tô hóa tại Việt Nam sẽ nhanh chóng diễn ra vào năm 2020. Là cái số lượng sẽ ô tô hóa vào những năm 20. Hiện nay là ô tô phát triển rất nhanh. Và mỗi gia đình Việt Nam ngày mai thì cái ước mơ sẽ có một cái ô tô. Và trong tương lai cũng như cái xe máy, đây là ước mơ mãi. Nhưng bây giờ xe máy thì đã gần như là đáp ứng yêu cầu của người dân Việt Nam, nó cải thiện cuộc sống, điều kiện làm việc. Nhưng mà tương lai thì không thể chỉ có xe máy, mà tương lai là ô tô. Mà ô tô thì báo cáo chỉ mới có ô tô thì tôi thấy là cái giá ngày mai có rẻ thì có thể bằng một cái nhà gia đình có thu nhập trung bình ở nông thôn. Xu hướng ô tô hóa mà Phó Thủ tướng nhắc đến thật ra đang nói về thuật ngữ motorization trong tiếng Anh. Thuật ngữ này dùng để chỉ về tình trạng bùng nổ nhu cầu mua sắm, sử dụng ô tô tại một quốc gia nào đó. Thường một quốc gia được gọi là đang trong thời kỳ motorization khi tỷ lệ sở hữu ô tô đạt 50 xe trên 1.000 dân. Với các con số thống kê gần nhất, Việt Nam đang có sắp xỉ 92 triệu dân và khoảng trên dưới 3 triệu ô tô. Như vậy, hiện tại Việt Nam cứ 1.000 dân thì có gần 33 chiếc xe. Và để đạt được mức gọi là ô tô hóa thì lượng ô tô tại Việt Nam cần phải tăng thêm gấp rưỡi nữa. Do đó, theo tính toán của một chuyên gia đến từ Toyota Việt Nam, thời điểm xảy ra ô tô hóa tại Việt Nam có thể chậm hơn con số mà Phó Thủ tướng đưa ra khoảng 5 năm. Nếu 2020 thì lúc ấy chúng ta mới khoảng 500.000 xe thì nó cũng bắt đầu thôi, chứ chưa phải là cái giai đoạn mà thực sự bắt đầu vào ô tô hóa. Tại vì ô tô hóa nó phải là đạt cái mức 50 xe trên 1.000 dân tối thiểu. Thế nên là chúng ta mới có 2 năm, cần phải gấp đôi số lượng xe, tức là chúng ta phải có 5 triệu xe trở lên. Nhưng dù là năm nào đi chăng nữa thì cũng có thể thấy thời điểm đó đã đến rất gần. Và nếu xét ở góc độ thị trường, đây là diễn biến tích cực, khi đa số người dân có thể chạm tay tới một loại phương tiện thoải mái, tiện nghi hơn. Nhu cầu tiêu dùng cũng sẽ là bàn đạp kích thích ngành công nghiệp sản xuất, kinh doanh ô tô trong nước phát triển. Tức là khi một nền kinh tế phát triển, khi thành phố có đông dân và có cái đủ thu nhập cao lên, thì việc mà gọi là có phát triển cái số lượng người nắm giữ, làm chủ hoặc là cái số lượng xe nó sẽ tăng lên, đó là một điều rất bình thường. Mình phải coi đó là một sự phát triển đương nhiên của cái thành phố mà càng ngày càng thu nhập tốt lên. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong ngành ô tô, việc ô tô hóa chỉ mang đến những lợi ích bền vững khi hội đủ cả ba yếu tố. Thứ nhất là ô tô giá rẻ hơn. Thực tế là từ giữa năm nay, Quốc hội đã thông qua luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi. Trong đó, mức thuế dành cho dòng xe cá nhân, tức từ 9 chỗ ngồi trở xuống, được giảm đến 10 điểm phần trăm đến sau năm 2018. Tiếp đó, kể từ ngày 1 tháng 1 2017, thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ các nước tham gia Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN ATIGA cũng sẽ được giảm tiếp 10 điểm phần trăm. Đây là những tiền đề quan trọng giúp giá ô tô bán lẻ trong nước có thể giảm sâu. Điều kiện thứ hai là thu nhập của người dân được tăng cao. Theo ước tính của cơ quan xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tính đến năm 2016 là khoảng 2.200 đô la Mỹ một người. Trong khi, để chạm được giấc mơ sở hữu ô tô, mức thu nhập bình quân đầu người chỉ cần vượt qua con số 2.000 đô la Mỹ một người một năm. Do đó, gần như mọi gia đình có thu nhập trung bình tại Việt Nam đều có thể sở hữu ô tô. Tuy nhiên, điều kiện cuối cùng cũng là điều kiện hóc búa nhất đối với các nhà điều hành Việt Nam hiện nay là sự phát triển của hệ thống hạ tầng giao thông. Đây vừa là điều kiện để vận hành ô tô hóa diễn ra thuận lợi, vừa là yếu tố kích thích ô tô hóa. Bởi không ai thích mua ô tô để rồi phải ngồi hàng giờ trên ô tô vì kẹt xe. Hiện nay tôi nghĩ là đa số các gia đình mà trung bình của thành phố Hồ Chí Minh là có khả năng sắm ô tô rồi, nhưng họ không sắm được. Tại vì sắm một ô tô là một cái vấn nạn, phải nuôi cái ô tô đó. Thành ra cái câu chuyện tất yếu là ô tô nó sẽ lên, nhưng mà nếu mà nó cho cái số lượng xe ô tô của thành phố Hồ Chí Minh cứ lên mãi và cái xe gắn máy cứ lên mãi thì chúng ta thấy là nó là một cái thảm họa.
Không khó để nhận ra rằng việc mở rộng đường sá tại trung tâm thành phố Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh đang ngày càng trở nên đắt đỏ. Từ khoảng năm 2012 đến năm 2013, hai thành phố đã bắt đầu khai thác luôn cả không gian phía trên các con đường thông qua những cây cầu vượt bằng thép. Sắp tới đây, không gian phía dưới cũng sẽ được tận dụng thông qua các tuyến metro ngầm. Nhưng khả năng giảm tải thì những công trình đã xây được có vẻ vẫn còn xa so với nhu cầu thực tế. Bên cạnh hạ tầng giao thông chính là đường sá, ông Dương Minh Tâm, Chủ tịch Hội Cơ khí thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ ra rằng các yếu tố hạ tầng khác liên quan đến quá trình vận hành ô tô như hệ thống bảo trì, bãi đỗ xe tại các nhà hàng, siêu thị tại Việt Nam đều đang thiếu. Đó là chưa kể câu chuyện về xử lý ô nhiễm môi trường do việc gia tăng lượng ô tô tham gia giao thông gây ra. Chúng ta khi mà lên cái nền văn minh hiện đại thì phải hạn chế xe gắn máy, chuyện nó tất yếu. Và bất cứ thành phố nào muốn tiến lên có một cái hiệu quả kinh tế lớn hơn thì phải hạn chế xe gắn máy. Vậy chúng ta sẽ ô tô quá, nhưng chúng ta không phải ô tô quá cái kiểu mà để đẩy ra cái tình trạng kẹt xe như ở Bangkok hay là ở Jakarta hay là ở Kuala Lumpur, mà chúng ta ô tô quá đây là chúng ta sẽ có những cái giải pháp tiên tiến hơn. Tôi thấy ví dụ như ô tô quá mà gây ra ô nhiễm môi trường, gây ra bệnh tật thì ô tô quá làm gì? Do đó, không dừng lại ở việc dự báo thời điểm diễn ra quá trình ô tô hóa, các chuyên gia trong ngành khuyến cáo Việt Nam cần có một chính sách chủ động hơn để chuẩn bị cho quá trình này. Việc chủ động đó, bên cạnh tăng cường đầu tư cho hệ thống hạ tầng giao thông, còn là nghiên cứu phát triển các hệ thống phương tiện vận tải công cộng và định hướng công nghệ nhập khẩu. Nhiều nước đi trước Việt Nam đã sử dụng các giải pháp nghiêm ngặt nhằm hạn chế khí thải động cơ ô tô, thậm chí hướng đến ngừng lưu thông các loại xe sử dụng nguyên liệu hóa thạch. Cái giá cho bài học thiếu sự chuẩn bị có thể dễ dàng nhìn thấy qua quá trình phổ biến xe máy tại Việt Nam. Từ một phương tiện xa xỉ gắn liền với giới nhà giàu, đến nay, trung bình mỗi 2 người dân Việt Nam đã có một chiếc xe máy. Nhưng rõ ràng, các hạ tầng và chính sách đều theo không kịp sự phát triển này. Điều tất yếu dẫn đến là nạn kẹt xe và hình thành một văn hóa xe máy vô cùng xấu xí trong mắt du khách nước ngoài.